Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lập Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ bắt đầu một chuyến khám phá mới trong thế giới Hexit. Và lần này Hexit đã được nâng cấp lên một phiên bản hoàn toàn mới lạ các bạn ơi. Với bé Chocobo lần này đã được nâng cấp hình dạng lên một xíu, có vóc dáng cao hơn này và đặc biệt hơn có một em Chocobo đuôi cầu vồng luôn chứ. Em này chắc là hàng hiếm rồi, tại vì mấy em Chocobo khác đâu có đâu. Úi, bên đằng kia có một em Chocobo có đuôi cầu vồng nữa kìa. Wow, chắc hai em này là một cặp á. Rồi mới vào á thì sẽ cho mình hai cái quyển sách Material and You nè, và một cái tờ giấy, kèm theo đó là một cây đuốc với một cái rương. Ok, giờ thì chắc mình sẽ lấy hết đồ trong cái rương này, rồi sau đó tìm một nơi nào đó thích hợp để mình định cư ở đó luôn nhá. Và nhìn sơ qua thì chỗ mình có vị trí khá là đẹp á. Đây có mấy cái quả gì đây? Hình như cái quả này để cho mấy bé Chocobo ăn hay sao ấy. Và mình cũng có thể ăn được luôn. Wow, vậy là một ít đi, có gì mình đem về nhân giống cũng như là ăn dần. Rồi, và hướng này là một cái khu rừng nữa hả? Ui, có mấy cái cây gì đẹp vậy? À, mình chưa có rìu hả ta? Ok, chắc bây giờ mình sẽ làm một cái bàn crafting nè, để xuống đó. Và mình sẽ đi khai thác đá luôn đi, để mình nâng cấp và chế tạo một cái cây rìu bằng đá chặt cho nó nhanh nhá. Và xung quanh đây có nhiều cái thức ăn lắm luôn ý. Vậy là giai đoạn đầu mình không có sợ chết đói rồi. Wow, và ở đây có cái hang nè, để mình đi xuống dưới hang một cái. Coi coi có chỗ nào thấp hơn không. Chỗ này thì không có đá. Được, qua đây đi, chỗ này chắc xuống được rồi nè. Ở đây rễ cây nó chằng chịt quá, mình không có đi xuống dễ được. Rồi, lấy đá thôi. Ui, ở dưới hang mà cũng có hoa nữa hả, hơi sợ sợ nha. Cầm đuốc lên cho sáng sáng tí nào. Và hoa trong đây á, nó sẽ có những cái hiệu ứng khác nhau á. Nhiều khi có hoa cho mình hiệu ứng tốt, có hoa sẽ gây độc và nhiều khi giết mình luôn. Thử coi, làm liều nè. Fake clip hả? Ui ui. Chưa. Ui, hình như bông hoa kia là bông hoa dịch chuyển hay sao ấy. Ui, mới vào ra gặp bông hoa không may mắn rồi. Căng thì có thang nè, để mình lấy thang coi. Ui, suýt nữa thì chết ở dưới rồi. May mà có cấp á. Rồi, mình lỡ đặt cái bàn chế tạo kia ở trên rồi, để mình làm thêm một cái dưới này đi. Để mình nâng cấp cái dụng cụ lên nhá. Đây, mình sẽ làm một cây cúp bằng đá như vậy. Kèm theo đó là một thanh kiếm để bảo vệ. Ui, kiếm đá nhìn lạ giờ. Và một cái cây rìu nữa. Nhưng mà giờ mình cần phải đào thêm mới được. Đây, mình sẽ... đặt theo công thức như vậy. Ôi, nhầm. Đặt theo như vậy. Nó có rìu để chặt cái bàn chế tạo nhanh hơn rồi nè. Rồi giờ thì mình sẽ bắt đầu đào một ít than cũng như là sắt mang lên trên nhá. Lúc đầu có được mấy cái loại khoáng sản cần thiết như vậy thì mình sẽ dễ dàng sinh tồn hơn. Mình sống sót vào những ngày đầu thì mình sẽ tập trung vào việc chế tạo áo giáp á. Tại vì đây là một mod pack chuyên về đi khám phá cũng như là đi đánh nhau, nên phải có một bộ giáp xịn xịn thì mình mới có thể sống sót sau những chuyến khám phá như vậy được. Và sau khi đào sắt thì nó sẽ rơi ra cái gì đây này? Hình như là nó rơi ra cluster hả? Cái này à, nó cũng như cái khối quặng sắt vậy đó các bạn ơi. Kiểu như cái dạng bột vậy đó. Được nha, miễn sao tạo ra một sắt là vui rồi. Mình sẽ đào thêm ít than nữa để tí mình còn làm đốt và đi khám phá hang động tiếp. Ở đây có fairy dust nữa hả? Ok, mình sẽ lấy một ít luôn đi. Mấy cái loại khoáng sản này thì không cần quá nhiều đâu. Rồi giờ thì tìm đường lên trên thôi nào. Ở dưới hang lâu quá cũng không có nên. Và mình đào được 4 cái iron cluster rồi. Và hướng này, nè cái bông hoa này nè. Ê. Ui. Bông hoa đó không được đụng vô luôn á. Ây da, suýt nữa thì mình đi đứt rồi. Hên thì có còn đúng một chấm máu luôn. Nguy hiểm thật sự. Ui trời ơi, gặp mấy bông hoa tròn không à. Ui suýt chết hai lần mới vô á. Thôi để giờ mình sẽ đào một đường để đi lên trên mặt đất nha. May mà nó gần mặt đất. Rồi lên trên thôi nào, sợ lắm rồi. Đặt đá xuống nè. Ở đây cái gì đây? Hình như cái này là lúa. Đúng rồi, cái này là lúa các bạn ơi, mình có thể nhặt được nè. Cái này có thể làm bánh mì không? Được luôn. Wow, làm bánh ngọt các kiểu luôn nè.
Vậy là đây lúa trồng không cần nước, không biết có lấy hạt giống được không? Lấy hạt giống được luôn hả? Wow, xịn vậy. Để mình lấy một ít về có gì nhân giống lên coi. Mình thích mấy cái loại cây trồng mà trồng không cần nước ấy, đỡ mất công phải đi tìm nguồn nước các bạn ơi. Rồi lấy nhiều nhiều một tí ăn dần nè. Mình sẽ cạp tạm cherry bomb hả? Ui, có nào ăn phát nổi chết luôn không ta? Ôi, nghe từ bơm sợ quá à. Ui, lại bông hoa có hiệu ứng gì nữa nè. Kháng cự. Ui, bông hoa này bông hoa tốt. Cho kháng cự nè. Wow, nhưng mà lỡ dẫm bông hoa gì mà đi chậm rì vậy ta? Hoa trong đây nhiều cái lạ cực luôn ý. Ủa? Ủa, chỗ ban đầu mình đi là ở đây đúng không ta? Ui, đằng này còn có cái hố gì nữa nè. Chưa chưa, để mình tìm lại cái chỗ lúc nãy coi. À, cái này là cái cây chứa cái quả cherry bomb. Ở đây là cái gì nữa nè. Wow, nhiều cái thức ăn cực luôn ý. Vô đây không sợ chết đói các bạn ơi. Đồ ăn xung quanh mình luôn á. Rồi cái này. Ui, cây này không có hiệu ứng. Hên. Rồi qua đây tí nào. Tiếp tục là chocobo nè. Mình sẽ lấy sẵn cây kiếm ra đi một xíu, có gì mình săn thêm thịt á. Chứ ăn mấy loại trái cây rau quả này thì nó không có hồi nhiều cho lắm. Rồi đi tiếp thôi. Hồi nãy rõ ràng mình thấy cái hố đâu trước mặt nè. Nè, cái hố bự dữ lắm luôn á. Và mấy chỗ này coi coi. Ui, có sắt luôn. Được, lấy sắt luôn nè. Sắt lộ thiên, cứ lấy thoải mái, không có nguy hiểm giống như ở dưới hang đâu. Rồi, ở đây cũng có nữa, nên mình sẽ lấy luôn. Bên đây nữa nè. Và dưới đây nữa chứ. Wow, nhiều thứ cực luôn ý. Ở đây nữa nè. Rồi, vậy là mình có tổng cộng là 10 cái sắt rồi. Kèm theo bên đây nữa, có cù luôn. Có cù là mình sống được rồi nè. Nãy giờ quên vụ đi tìm cù nữa. Tại vì nếu mà không có cù á thì mình sẽ không có ngủ qua đêm được đâu. Rồi, giờ thì mình sẽ lấy thêm một ít sắt trong này. Wow, mấy cái chỗ đá như vậy mà nhiều sắt vậy ta. Đỡ mất công chui xuống ngang á. Ui, chỗ này nếu mình đào đủ rộng chắc mình sẽ đặt cái giường núp trong đây tạm cũng được á. Chứ bây giờ mình đâu có đủ gỗ để xây nhà đâu. Cái đó chắc cũng là một ý kiến tốt á. Để một xíu coi coi mình có farm đủ gỗ để làm nhà không. Nếu không thì mình sẽ định cư tạm trong cái hòn đá bự này nhá. Nhưng mà có một cùa. Ui, một cùa thì chắc mình sẽ làm một cái lò nung á. Rồi sau đó mình sẽ cắt lông cùa nhá. Như vậy thì bé cùa vẫn sẽ sống nè. Và mình vẫn có thể có đủ len để làm một cái giường luôn. Đỡ phải giết em ấy. Nhưng mà có điều mình không có thịt để ăn thôi à. Rồi, có được 8 cái đá cội. Và mình sẽ làm cái lò nung ở đây nhá. Đây, một cái lò nung nè. Ý, rớt ra ngoài rồi. Đặt xuống lại. Cho than vô. Cho gì vô giờ ta. Ui, à đúng rồi, cho cho sắt mình quên mất. Định nung sắt mà quên mất cái vụ cho sắt vào. Rồi, cho thêm 2 cục nữa. Trong lúc chờ đợi mình sẽ đi khám phá một tí. Ui, đây có thêm nè. 1, 2, em kia là 3. Nhưng mà 3 nếu mình giết thì còn 1, không có đủ nhân giống ra ấy. À, thì ra đây là một cái kiểu như là có cái ngôi sao nào đó rơi xuống các bạn ơi. Cái thiên thạch á. Ui, đây có bò, em bò. Ui, em bò này liều vậy ta. Lửa không em ơi. Ui, mình sẽ dập lửa bớt mới được. Ui, nó có sắt nữa nè. vậy là cái thiên thạch này vẫn có thể cho sắt. Được á nha, thêm mấy cái hắc diệm thạch nữa. Khi nào có cúp kim cương lại thì vơ hết số hắc diệm thạch này về, chế tạo là hết sảy luôn. Phải cẩn thận mới được, nhảy hụt một phát là bị cháy đó. Rồi, ở đây có bò này đúng không? Mình sẽ lấy thịt bò không ta? Mình đang định thịt mấy bé bò đó. Ok, chắc thịt một vài em đi không sao đâu. Rồi, xin thịt em này nè. Được 2 miếng luôn, kèm theo da nữa chứ. Xin thịt bò nè. Được 2 miếng nữa. Ủa, em bò nãy không có thịt à? Còn hai em đó thì chắc mình sẽ để dành rồi nhân giống lên á. Chứ giết hết một hồi là không còn động vật để mình bắt đem về nuôi đâu. Tại vì lúc đầu phải có cái nguồn động vật để ăn dần đó các bạn ơi. Rồi, sau khi đã nấu sắt xong nè, mình sẽ làm luôn một cây kéo ở đây. Đó, tặng thêm một cái xô nữa để có gì mình còn múc nước và chống trường hợp bị chết cháy bởi lava. Và cuối cùng là đi cắt lông cừu thôi nào. Một nè. Ui, ở đây có hang nữa hả? Wow, có hang ở dưới luôn kìa. Ở đây em này nữa nè.
Hai Long Cừu. Còn em nữa đâu, nãy mình thấy ba em cụ. Đây 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 đây, em cụ thứ ba nè. Úp. Rồi, vậy mình đã có tổng cộng là 4 cái len cừu rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu chế tạo một cái giường và có giấc ngủ đầu tiên thôi. Nãy giờ đi khám phá quá trời rồi. Suýt chết 2 lần luôn ấy, phải ngủ để lấy lại sức thôi. Rồi. Ui giật hết cả mình ạ. Tự nhiên quay lại gặp nguyên cái em Chocobo này. Mình sẽ ngủ một giấc đi. Rồi sáng thức dậy chúng ta sẽ bắt đầu đặt rương xuống nè. Cất đồ bớt rồi đi khám phá xung quanh đi nhá. Tại vì điểm checkpoint nó đã xác định ở đây rồi. Đây tạm thời mình sẽ đặt cái rương xuống nè. Rồi cho hết những món đồ mà mình đang có trong người vào trong. Biết đâu ở đây lại có ngôi làng thì sao ta? Mình đang nôn nóng là gặp được một ngôi làng á. Tại vì nếu có ngôi làng thì mình sẽ có được những anh dân làng nè. Mình có thể trao đổi với máy ảnh để tìm thêm đồ. Ngoài ra nhiều khi mình còn nhặt được những cái quyển sách á. Tại vì làng thì rất thích đọc sách luôn, nên mình có thể lấy sách về. Đây nè. Đây là bông hoa cho mình cái em Hexico nè. Wow, bông hoa Hexic đó các bạn ơi. Và đây chính là thứ thiết yếu để mình có thể chế tạo Hexic Diamond và chế tạo bộ giáp của thế giới Hexic nè. Có được những bộ giáp này thì mình có thể phiêu lưu dễ dàng hơn cũng như là sử dụng trong việc chiến đấu tốt hơn á. Hướng này thì có mấy cái cây màu hồng hồng này, nếu mình đoán không nhầm đó chính là cây hoa anh đào á, tại vì chỉ có hoa anh đào thì mới có cái lá màu hồng hồng như vậy thôi. Đúng không? Đúng rồi, Sakura nè. Wow, cho nhiều cái mầm cây vậy ta. Để mình chặt nốt mấy cái này đi. Chặt ra. Wow, lá nó rụng nhanh ghê á. Một cái cuối cùng. Xong luôn, mất tiêu hết luôn. Wow, và cho mình quá trời mấy cái mầm cây kìa. Để có gì mình mang về, mình trồng xung quanh cái ngôi nhà trong tương lai của mình nha. Và hướng này á, có vẻ là cái vùng vùng Savannah rồi. Mình thấy mấy cái cây này giống mấy cái cây Simga ghê á. Đúng luôn rồi chứ gì nữa. Wow. Để mình coi coi cái giường mình nhìn trên bản đồ thấy không. Đây đây đây, cái giường mình ở đây nè. Để ý nha. Một hồi quên mất á, là toàn á. Rồi đi tiếp thôi nào. Thỉnh thoảng mình còn gặp mấy cái đồ ăn á thì tranh thủ nhặt vào. Rose, bông hồng hả? Giật hết cả mình là tưởng đâu con gì nhúc nhích ở dưới mặt đất chứ. Rồi và cạnh đây có một cái tòa tháp nè. Hay là mình khởi động bằng một cái tòa tháp đi nha. Mới vô đánh tháp thì mới oai chứ đúng không? Rồi làm liều luôn, vô trong chiến đấu với những con quái trong cái tòa tháp này luôn nào. Và mình nghĩ mình có cái tay trái để có thể sử dụng khiên đúng không? Để bây giờ mình sẽ làm một cái bàn chế tạo nè. Mà chết rồi, mình để sắt hết ở nhà rồi. Thôi kệ đi không sao đâu. Một xíu vô tòa tháp này thế nào cũng gặp sắt cho coi. Rồi mình sẽ làm một cái khiên á để mình tăng khả năng phòng thủ lên nha. Và cạnh đây còn có xương rồng nè, mang về có dịp thì nhân giống lên sau. Và phía bên kia là cái gì nữa kìa. Rồi kệ mấy thứ xung quanh đi, tập trung vào cái tòa tháp này thôi. Và tòa tháp này cạnh nước á, nên nếu mà mình đánh ông lại, ví dụ lên tầng gần cao nhất đúng không, mà đánh ông lại á, mình sẽ nhảy vèo một phát nhảy xuống nước này để tẩu hớp nha. Ui chết, mới ngồi gặp Skeleton rồi sao trở lại. Ui cắn vậy, ấy da, ao ao. Rồi thợ săn quái vật thành tựu chiến đấu đầu tiên của mình, tiêu diệt Skeleton. Rồi và cho mình cái gì nào, cho mình những cái mũi tên thôi. Và phải đạp spawner ra nhá, nếu không thôi nó sẽ xuất hiện hoài luôn ý. Ui cái con này cầm cái gì mà bự vậy. Ui Skeleton cầm cầm cái gì mà bự thế ta. Và cái này cho gỗ và một ít que thôi, hạt giống thì không cần. Ui có vẻ khá là nguy hiểm á. Quýnh tòa tháp á thì mình phải lúc nào cũng trong trạng thái no bụng nha các bạn, để tránh trường hợp quýnh như chừng á mà đói bụng thì nó sẽ không có hồi máu được đâu. Rồi lên trên nào. Chuẩn bị chuẩn bị. Ui toàn là skeleton thôi. Cuckoo cuckoo. Ui có con nhện nữa. Chạy lại đây, núp 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 núp. Ui chết 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 rồi, chết rồi, con nhỏ thấy mình rồi. Áo. Bị trúng đầu, bị trúng đầu. Ui ui. Ui ui, chưa 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 mấy anh ơi. Áo, đập đau quá, đập đau quá. Gần chết rồi. Oh no, oh no. Ui bình tĩnh nào. Không có khiên yếu xìu à, vô mấy con skeleton á, nó khè mấy phát muốn chết luôn. Mình cũng hết đồ ăn nữa, giờ không biết sao đánh nổi tòa tháp đây. À đây có mấy cái cherry bomb này đúng không?
Hồi được nửa cái đùi gà. Còn cái gì khác ăn hồi máu được không? Mình xin một ít đi rồi mình vô trỏng mình còn ấy nữa. Ui đúng như cái tên luôn, ăn một phát nổ cái bồm luôn nè. Ui xịn á. Cái này ăn được không? Ờ cái này ăn được nè. Mặc dù hồi hơi ít cái đùi gà nhưng mà không sao đâu, có ăn dần bụng là vui rồi. Rồi có một ít cái quả này thì mình sẽ trở lại tòa tháp nha. Ui ăn cái này không biết chừng nào mới đủ với sức của mình nữa. Rồi làm liều vô trong lại nè. Hôm nay mình sẽ thử chạy thẳng lên rồi quánh á, chứ hồi nãy mình hơi nhát một xíu, sợ bị bắn vô đầu. Ui, bình tĩnh. Người mình vẫn còn ghim mấy mũi tên kìa. Rồi, đại chiến hai tên này luôn. Ây dù, ui mấy tên này quánh đau vậy. Mình lợi dụng cái góc hẹp này. Hắn sẽ không đánh được mình. Đúng rồi. Ui, rơi ra cái gì kìa, cái túi gì bự dữ vậy. Come on, loot pack. Cho mình một cái cây golden clay với 4. Cây này đam cũng khá cao đó các bạn ơi. 4.3 và 1.2 tốc độ tấn công, nhưng mà nó hơi chậm so với cái cây kiếm đá của mình. Và mình cũng không có đánh được hai tay nữa. Thử với cái loot pack thứ hai coi. Ủa cái này loot rồi mà. À coi như cái không cho nhét đồ vô. Một cái nè. Cho cái gì đây? Scroll. Mình cũng chưa biết công dụng của nó là gì nữa, nhưng mà thôi kệ, cứ giữ bên người. Giờ mình sẽ ăn vô một ít cái trái này để cho nó hồi lại. Ui! Đừng mà, đang ăn. Trời đánh tránh mới ăn mà. Ây da. Ui sợ ghê á. Ý, ở đâu ra vậy? Ui không ổn rồi, chắc mình phải chạy thôi. Ui, còn gặp con skeleton kìa. Gặp con skeleton cường hóa nữa. Chết mình rồi. Để. Em chocobo kêu. Để bây giờ mình sẽ lấy sắt nè. Ở đây. Rồi kết hợp với gỗ á để mình làm một cái khiên thôi. Chứ bây giờ mình không có khiên á là quánh không có lại mấy con đó đâu. Có thịt nè để mình nung lên để mình có thể ăn luôn nha. Đây. Cho than mình cho hết bên kia rồi. Nung tạm cái này lên đi. Con nào nấu được không? Còn cái cúp gỗ nè, nấu luôn đi. Trời lớn kiếm thức ăn rồi trở lại đằng kia để lấy đồ nha. Ở đây mình có cái Death Compass nè. Nếu mà không có bản đồ thì mình vẫn có thể trở lại cái khu vực cũ. Nhưng mà thôi đi, để mình dùng cái khả năng dịch chuyển của bản đồ để đến đó nhanh hơn nha. Chocobo feeder thì mình sẽ để ở nhà. Rồi có thức ăn rồi nè. Giờ thì chắc mình sẽ dịch chuyển lại cái Death Point hồi nãy thôi. Ủa đây, bộ xương của mình nè. Ui, đồ rơi ra kìa. Ở đây thì không sợ mất hết đồ đâu các bạn ơi. Tại vì sau khi ngõm á, thì mình sẽ hóa thành một cái bia mộ á, lại và nhặt đồ thôi à. Rồi mặc lại áo giáp nè. Ui. Chết chưa? Hắn tự xử rồi. Tự quánh tự lăn ra chết luôn chứ. Sợ tên kia ghê. Rồi đặt cái này xuống. Là một cái khiên thôi. Khiên để mình nhớ công thức coi nào. Hình như là như vậy. Rồi có khiên là hết sợ mấy tên kia rồi. Để bây giờ mình sẽ lấy cái rìu ra. Ê, bình tĩnh nào. Lùng mà súng hả? Mình phải quyết. Ui con nhỏ này nguy hiểm ghê á. Ôi mình đã chặn khiên vậy rồi mà quánh cũng trúng nữa. Hảo ghê luôn. Ui có một con có khả năng cường quá hay sao nè. Ui nữa hả? Thôi. Ui, gặp mấy tên này thì tốt nhất chúng ta nên chạy xa xa một tí. Ủa, mấy tên này đánh ảo vậy ta? Chơi hết chết nữa rồi. Ui, ăn hành liên tục luôn á. Rồi, để bây giờ mình sẽ coi nào lấy lại hết nha. Wow, đồ rơi vô kìa. Nãy giờ được hai cái Death Compass luôn rồi. Và bây giờ mình sẽ trở lại với việc chiến đấu thôi. Chắc là mình giáp yếu á nên con đó quánh hai phát là chết à. Với đại mình đang bật chế độ khó lên. Này thì quánh mình nè. Quánh mình đi chết đi. Rồi xong. Con nhỏ này quánh xong giờ núp hả? Quánh người ta xong giờ người ta trở lại rồi núp. Kỳ ghê. Tranh thủ đi lên các bạn ơi. Ui bây giờ binh đoàn của mấy tên này đang đông lên rồi. Ui mấy tên này đang chọn nhau. Động mình mà cũng đánh nhau nữa.
Lại đây giùm bái, baby. Lại đây nào. Lại hết đây. Cố lên, mình phải cố gắng đánh bại tòa tháp này mới được. Rồi bạn ơi, ra rất nhiều cái túi loot đồ luôn. Để một xíu mình sẽ mở hết một lượt cho nó hấp dẫn nha. Giờ thì tập trung vào việc đánh bại mấy con quái trong đây thôi. Có zombie cũng khá tốt, tại vì mình cũng có thể ăn được zombie để chống đói. Ở trên đây nó spawn quá trời quái rồi nè. Để mình gây cho bọn chúng cái xích mích nội bộ trước nha. Tự xử nhau đi, đừng có quýnh mình nữa. Đúng rồi, tự xử nhau đi. Tự xử nhau. Đi đi lên, cho ngươi vô nè. Nó cho tên này vô. Rồi, các bạn hãy chia sẻ tình cảm của bọn chúng đi. Thì việc chiến đấu sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều luôn. Rồi, và hiện tại như mình full đồ hay sao rồi ý. Vứt cái này ra. Nhặt đồ thêm vào. Ủa bây giờ đã ít hơn rồi nè. Tiếp tục chia sẻ tình cảm của bọn chúng. Đúng rồi. Quấn nhau đi. Đi ra mấy con nhện. Ấy. Mấy con nhện này quấn hay quá hả. À. Ây da. Độc đau nha. Đau nhanh bạn. Rồi nhện chết rồi. Giờ ui lại xuất hiện nữa. Ui con này nó có cường quá. Rồi xong rồi. Toàn mình rồi. Hai con luôn. Ây. Ow. Rồi, tự xử nó đi. Đừng. Làm ơn. Ăn hành rồi. Ôi, chắc là mình yếu quá. Tại mình gấp đánh đồ táp quá. Cũng như đây là bài học rút kinh nghiệm đi. Giờ mình sẽ trở lại đằng đó thêm một lần nữa nè. Coi nào. Cái thời gian gần nhất là cái này. Ây da. Giờ làm sao lên trở lấy đồ đi ta. Trở nó cao lắm luôn. Ui thôi. Ui đừng. Thôi xong rồi thôi. Ui cắt nghẹt ghê luôn á. Rồi giờ thì chắc mình sẽ chuẩn bị lại một ít cái dụng cụ để mình có thể trở lại cái khu vực hồi nãy để lấy đồ nha. Chứ giờ không có kiếm hay là khiên gì hết á. Lên trển là đánh không có lại mấy tên đó đâu các bạn ơi. Rồi hẹn gặp lại các bạn khi mà mình có lại những cái thứ dụng cụ căn bản nha. Mình đã quyết định kỹ rồi, bây giờ thì mình sẽ cố gắng trang bị cho mình full một set đồ sắt đi. Rồi những khiên nè, rồi kiếm sắt đàng hoàng, rồi mình mới trở lại đằng đó để lấy đồ nha. Tại vì chỗ đó nó cũng xa nhà mình á, nên nó không có lót chân ra và không sợ mất đồ đâu các bạn ơi. Mình sẽ mang theo cái bàn chế tạo, bàn chế tạo có rồi. Mình sẽ mang theo cái lò nung nè. Đó, với kết hợp với một ít than nữa để một tí á. Rồi mình sẽ đi tìm thêm thật là nhiều sắt ở phía dưới cái hang gần nhà mình nha. Đây, cái nơi ở của mình chứ, cái này chưa gọi là nhà đâu. Và cái hang này có vẻ khá là khó để đi xuống đây. Mình cần phải lấy một cục hang để có thể làm đuốc. Rồi và bắt đầu một chuyến đi mai trong cái hang này luôn nào. Rồi. Ui ở đây nhìn có vẻ nguy hiểm á. Có sắt nè. Đây là thứ mình đang cần. Rồi tạm thời thì mình sẽ tập trung vào việc đào sắt trước thôi. Có 3 sắt rồi thì mình sẽ đặt lò nung xuống để gỗ vô nè. Để mình nấu ra và làm luôn cây cúp bằng sắt luôn cho nóng nha. Chứ để như vậy hoài thì bị ăn hành liên tục luôn á. Mình muốn lấy lại đồ càng sớm càng tốt. Fairy dust thì không có cần. Tranh thủ lúc này thì mình sẽ đào một ít than để có thể làm thêm đuốc và cắm xuyên suốt cái hang này luôn. Chứ mình cầm một cây đuốc này để đi á, thì một tí đi lên biết đâu mình lại gặp quái thứ dữ nó đón đầu thì sao. Nguy hiểm cực. Rồi đặt thầy xuống nè. Sắt ơi nhanh lên đi. Lấy sắt ra nè. Rồi làm luôn một cây cúp bằng sắt nào. Sau khi có cúp sắt á thì mình sẽ có thể đào được nhanh hơn rồi. Và lấy lại cái bàn chế tạo này. Mình nghĩ nếu mình may mắn á thì cái hang này vẫn có thể dẫn xuống tầng 11, 12 nè. Và mình tìm luôn kim cương trong ngày hôm nay luôn á. Tại vì kim cương trong thế giới hết xít giai đoạn đầu nó khá là cần thiết. Nó là cái công thức để mình chế tạo những cái vũ khí nè. Cũng như là dụng cụ rất là mạnh. Ở đây có thêm sắt này đúng không? Lấy hết đi, càng nhiều càng tốt. Rồi, được bao nhiêu rồi nè? Được 8 rồi hả? 8 kết hợp với đây nữa là 9, 10 và 11. Wow, nhiều á. Được á nha. Và với tình này thì không sớm nữa thì mình sẽ có được full một cái set đồ bằng sắt thôi nè. Và hướng này tiếp tục là sắt. Ui, ở dưới có một con baby zombie kìa. Baby zombie dân làng nữa mới ác á chứ. Ồ, nguy hiểm. Có dơi. Ở đây có sắt nữa. Và mình chỉ mới có 19 thôi. Để mình đào thêm số này coi được bao nhiêu. Để mình còn nung ra và làm set đồ sắt nữa. Được 22 rồi. Ok, cố lên nào. Tạm thời mình sẽ
Ui chạy nhanh vậy, cầm khiên nữa. Ui dâm bay mà trang bị khiên luôn hả, dữ dằn vậy. Rồi 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 ổn nè. Rồi là một cái món quà gì đây. My Pace cho mình khả năng gì đó. Ô may mắn với tốc độ. Wow, được buff thêm nè. Không biết may mắn nó dùng để làm gì nữa ta. Tại vì đó giờ hình như cái hiệu ứng may mắn này mình không thể nào chế tạo được hay sao ý. Ồ, mà bây giờ mình mở món quà ra lại cho tốc độ với may mắn luôn. Ừ, may mắn nó chắc áp dụng vô câu cá. Tại vì mình thấy trong cây cần câu thỉnh thoảng nó sẽ có dòng enchant tên là may mắn. Và dưới này thì mình đã có tổng cộng là 32 luôn rồi. Để mình nấu cái số sắt này ra nhá. Dưới hang thì vẫn chưa gặp được kim cương nữa. Và bây giờ thì chỉ mới tầng 34 thôi à. Để mình đào thêm một xíu nữa đi. Coi coi nó có đủ sâu tới tầng 11. Rồi mình sẽ tìm kim cương trong ngày hôm nay luôn nhá. Nấu hang thêm đi. Đây có thêm sắt nữa nè. Và cái này không biết có nên chạm không nữa. Mình sợ đây hoa độc á. À không, đây là hoa hồi máu. Wow, hoa hồi máu luôn kìa. Rồi. Ui gớt sắt rồi. Và ở dưới hình như mình thấy có vàng nữa hay sao á. Ờ đúng rồi, có vàng luôn. Tuyệt 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 nha. Và một cái ravine ở phía dưới. Bên kia có một bông hoa, một con skeleton cầm cây dao dài cực luôn. Chắc mình sẽ nhảy qua đây để lấy sắt trước nè. Rồi lấy sắt. Lấy sắt. Còn gì ở đây nữa không? Ủa chết. Cái gì vậy? À bông hoa bay. Ở đây có hoa bay nữa chứ. Ôi nguy hiểm quá, nhưng mà bây giờ mình còn thiếu một thứ rất là quan trọng, đó chính là thức ăn á. Mình đi may mà không có thức ăn nó cũng hơi khổ khổ một xíu, không có gì để dằn bụng hết. Rồi có được 7 rồi nè, mình sẽ tranh thủ chế tạo một cây kiếm đi để tấn công cho nó ổn hơn. Rồi một cái xô để một xíu có gì mình còn múc nước nè. Rồi chắc bây giờ mình sẽ vứt bớt đồ đá ra đi, đồ gỗ luôn nè, để mình nâng cấp lên đồ sắt cho nó xịn. Một cây rìu bằng sắt luôn. Vậy là mình đã có được những cái dụng cụ căn bản bằng sắt rồi. Kế tiếp thì chắc mình sẽ đợi cho nó nung ra thêm để mình có thể trang bị cho mình một bộ giáp bằng sắt nha. Mình sẽ đi xuống dưới này để đi lấy vàng đâu rồi ta? Ở đây, vàng đây, vàng đây. Đó, lấy vàng nè để coi được bao nhiêu vàng. Được 3 vàng hay sao á. Ui, không, nhiều hơn. 4 nè, 5 và 6 luôn. Wow, 7 luôn. Nhiều vậy? Thích nha. Rồi ở đây có cái gì đây? Ui cái này ăn được. À dưới hang vẫn có mấy cái quả nè. Quả mọc dưới hang để coi coi. Black sprout ăn luôn. Cái gì bỏ bụng được thì mình cứ nhét vô thôi hả. Ở đây là một cái chỗ lava có thêm sắt. Rồi phải để ý kỹ nha, lỡ không thôi mà con zombie nó quýnh mình một phát ập mặt vô lava là chết queo luôn. Tại vì giờ đâu có giáp nào đâu nên rất là mau chết. Và mình vừa phát hiện thêm redstone kìa. Không biết redstone trong đây có nhiều công dụng không nữa. Để mình thử đào xem coi. Ui redstone có nhiều công thức chế tạo lắm. Được á nha. Vậy lần này mình sẽ đào thêm ít redstone. Sẵn đó tìm thêm kinh nghiệm luôn nè. Và dưới này là một cái hồ rồi. Nó còn có mấy cái quặng gì nữa kìa ta. Đó cái quặng gì đó các bạn. Chưa có nước nên chưa có dám đi xuống dưới. Mình phải nhớ đường này là đường về nha. Để một hồi đi rồi lạc á. Có thêm than nè, lấy luôn đi. Rồi, coi nào còn cái gì lấy được nữa không. Đây là gì đây? Nitre là cái quặng gì nữa. Cái này dùng để chế tạo cái thuốc súng hả? Thuốc súng trong đây khó chế tạo đến vậy sao? Vậy là mấy con zoom, con ripper mà rơi ra thuốc súng là mình phải tranh thủ nhặt á. Còn đây là cái quặng gì nữa nè. Ui nó cứng lắm, mình không có đào bằng cúp sắt được. Ở đây có thêm sắt nè, lấy sắt luôn. Có cả vàng. Wow, mình sẽ chắc bây giờ mình sẽ tranh thủ đào vàng thôi. Còn sắt á từ từ mình đào sau. Chứ mình mãi lo đào sắt thì rất là khó để tìm kim cương á. Rồi, đi tiếp thôi nào. Kiếm một nơi nào đó sâu hơn một tí nha. Hướng này thì có vẻ là dẫn tới một cái nơi nào đó thấp hơn nữa. Mình đang lo về vấn đề bị lạc quá. Không biết mình đi có nhớ đường về không nữa. Mình ưa lạc dưới hang lắm luôn á. Thôi trở lại tốt nhất là nên trở lại ngay từ bây giờ đi chứ tầm 5 phút nữa hỏi mình đường nào đường về là xác định luôn á. Mình là trùm đi lạc mà. Rồi đi trở về thôi.
Ôi, đăng ký quá trời cái điểm ngỡ của mình kìa. Có Luli nè, để mình tranh thủ lấy về. Tại vì nếu mà không có Luli thì mình không có em trai lên được đâu, nên phải tranh thủ nhặt ngay từ lúc này. Và ngoài ra Luli còn cho mình thêm kinh nghiệm nữa, nên rất là tốt. Để coi đường về mấy cái cục này có đào được không. Ô, mấy cục này đào cái là nó vỡ mất tiêu hả. Mà nhìn nó cũng... Ui, ui, hỏi các bạn thấy dơi chưa? Dơi là một ví dụ điển hình đó. Mình mà bay vô lava thì cũng y gan dơi vậy. Chết queo luôn á. Rồi trở lại thôi, tranh thủ lấy sắt. Chắc nãy giờ nấu sắt cũng xong rồi. Đường lên... À như ở trên thì như ở trên, đúng rồi. Mình nhớ rồi, may mà đi không có quá xa. Nếu không thôi bà nãy mình không có nhớ nổi vị trí đâu. Và mình nghe tiếng con nhện. Đây đây đây, nhện sẵn. Test sức mạnh của kiếm sắt. Sức mạnh của kiếm sắt này thì nhện nè. Rồi coi coi, 22 sắt luôn. Mình có thể làm được một cái áo giáp nè, một cái quần, một cái nón, kèm theo một cái khiên nữa để tăng khả năng phòng thủ lên. Rồi lần này thì mình nghĩ mình sẽ không dễ dàng bị đánh bại như lần trước đâu. Mặc vô hết nè, còn thiếu đúng cái đồ ủng à. Tranh thủ đợi cho nó nấu xong rồi mình sẽ đi lên trên luôn nhá. Đây à, coi cái này ở trên mặt đất là ngay chỗ nào ta. Nhìn trên mặt đất coi. Ui, nó cũng khá là gần nhà mình nè. Được á. Rồi chắc bây giờ mình sẽ lên luôn đi. Còn mấy cái sắt kia từ từ mình nấu sao. Làm luôn đôi ủng. Rồi, full giáp sắt. Các tên zombie hồi nãy đánh mình đợi đấy. Bây giờ thì chắc mình sẽ tìm đường trở lên trên á. Rồi quay lại cái tòa tháp để mình lấy lại đồ của mình nha các bạn. Lúc nãy khi mà mình lên trên á, có tiêu diệt một con zombie và nó rơi ra một cái epic loot pack nè. Để bây giờ mình sẽ mở trước khi đi qua cái chỗ của tòa tháp để lấy lại đồ nha. Ta-da! Wow, kim cương, ender step và một cái cloud. Wow, sử dụng enderpearl để dịch chuyển tới người chơi xung quanh hả? Ôi, mình có một mình à, nên đâu dịch chuyển tới ai được đâu. Với lại nó còn có enderpearl nữa cơ. Tưởng đâu xài enderpearl miễn phí chứ. Và đây là móng vuốt nè. Có sức tấn công là... Ui, có 1,5 à, yếu lắm luôn ý. Thôi, và có một viên kim cương đầu tiên là vui rồi. Rồi, giờ mình sẽ... nhưng mà mình còn thiếu thức ăn quá. Để mình lấy thêm thịt zombie đi. Múc thêm một xô nước và bắt đầu dịch chuyển lại tòa tháp trả thù thôi nào. Lần này mình sẽ compact một pha cực mạnh nha. Ăn no bụng trước đi. Rồi, no bụng luôn. Dịch chuyển lại một lần nữa. Coi cái nào là thời gian gần nhất đây. Remove bớt cho dễ nhìn nè. Chưa nhớ té rồi. Ui. Compact cực mạnh. Compact cực mạnh. Lại đây, lại đây, lại đây. Lại đây. Lại đây, mình đã mạnh hơn rồi. Không phải là Lập Sutoki yếu ớt như hồi nãy đâu. Một cái mũ xích. Ui, cái này tốt hơn. Cái này nó có cường hóa nè. Nhện độc, phải cẩn thận với nhện độc mới được. Còn một con nó đu lên bên kia kìa. Đu, đu anh trển, đu anh trển. Ui, cao quá, đánh không tới rồi. Ui, Skeleton bình tĩnh nào. Bình tĩnh. Trả thù. Dám quýnh mình. Ui, mấy tên này trang bị vũ khí với khiên khủng các kiểu quá. Mình sợ quánh không lại á. Lại đây hết nào. Mình có cái góc này, mình cứ đứng đây thủ thôi. Nếu mà đông quá. Rồi, đi lên trên và tiếp tục. Chắc mình sẽ mở mấy cái loot bag này bớt đi. Để không thôi nó... Mà thôi, lỡ mở ra nó cho nhiều đồ quá thì mình sao có không... Ui, sao có không gian mà nhặt thêm đồ được. Mình chỉ sợ mấy cái con mà quýnh cái nó phát nổ á. Tại vì bây giờ sức phòng ngự của mình với mấy cái vụ nổ yếu lắm. Đúng rồi, cắn nó đi nhện độc ơi. Cắn nó đi, đúng rồi, ấy hình như nó nhảy lên là nó sẽ có thể đánh xuyên cái khiên mình á. Ui, thấy vậy nó quýnh con đau quá. Ăn một cái nè. Ấy, chúng độc nó rồi. Cầm khiên, Skeleton mà dám cận chiến với mình. Căng thẳng thiệt, nhưng mà cũng ổn rồi. Ok, đi tiếp thôi. Đập 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 đập. Chịu thua đi. Cái hòm của mình hồi nãy kìa. Tranh thủ mới được, tranh thủ. Đập luôn cái này. Mình chỉ sợ đúng con nhện độc à. Và trong này thì nó rơi đồ dởm không vậy. Bỏ mấy mấy lần ngỡ ở đây mà cho toàn đồ dởm không. Ăn dùng cái đi. Ui, chết 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 chết. Chưa chưa ăn ăn chưa ăn mà. Để người ta ăn cái nào. Ăn một cái rồi. Mình sẽ đánh tiếp. Rồi. Ui, cầm kim mà còn cầm nỏ nữa. Ừ, gì ai quánh lại.
Kỳ ghê á. Cho cầm khiên rồi giục cây nỏ ra đi. Ở đây có hai chỗ, cái nào mới của mình ta? Ủa chỗ này mới của mình nè, mà đồ nhiều quá. Chết rồi. Ui, ở đâu mà rơi xuống như mưa vậy? Có con cường hóa nữa các bạn ơi. Ê, có con đánh lén nữa. Con tháp này có vẻ hơi quá sức đối với mình rồi. Ui, con này nó chọn thuốc độc. Ây da. Chơi mà chọi độc. Ui, gán lên. Cố lên. Mình có thể làm được. Mà trước tiên thì mình cần lại chỗ nước này trước đã. Khó biết lắm mà. Thế nào cũng có mấy cái vụ mà chị hồi xét đánh cho coi. Rồi xuống nước các người sẽ rất là chậm mà mình có thể đánh được. Cố lên. Ui, trời độc ấy mật luôn chứ. Ấy da, xét đánh. Au. Chơi mà chịu hồi tí xét. Ai mà chơi lại. Ui, hắn giết cả bộ hắn kìa. Tên độc ác. Độc ác nè. Mình sẽ tranh thủ kiếm cái gì bổ bụng coi. Ăn cái quả này đi, cho nó nhanh. Ấy da, lại đánh nữa. Ui. Còn chỗ sát thương tức thì nữa chứ. Rồi mà hắn chết rồi. Ui, hình quá. Rồi. Tranh thủ lên nhặt đồ trên kia thôi. Ê, hắn còn sống kìa. Lần này mình sẽ combat một pha cực mạnh nha. Ôi, cái con zombie trong đây kiểu như Superman vậy đó các bạn ơi, quýnh. Ôi, chịu thua luôn á. Rồi, lấy đồ. Ây da, ow. Rồi xong rồi, sai lầm tụi trẻ rồi khi mà đụng vô tòa tháp này trong giai đoạn đầu. Hắn chơi combo thứ dữ không à. Ui, chưa hết mà gần chết nữa kìa. Ấy. Chạy thôi. Cảm ơn. Chạy thôi. Vô góc hẹp rồi, ai mà chạy được. Chạy thôi. Đừng có đánh, xét đánh nữa nha. Khổ quá. Mất hết rồi. Mất thiệt rồi. Thôi chắc bây giờ mình sẽ tạm thời bỏ qua chỗ này đi. Không mà mình không có điểm về nhà nữa. Ui, thằng này có cái gì nè. Ui, một ngôi nhà. Wow, giống như là một cái, kiểu là cái tòa tháp của bà Bù Hỷ vậy đó. Wow, được đó nha, hy vọng bà Bù Hỷ đi chỗ khác đi. Mình vô, mình mượn cái nhà mình sống tạm. Rồi khi nào về mình xin phép bà sao. Chứ giờ mình hết chỗ sống rồi. Chỗ kia mình bị vây quá trời luôn á. Ủa, cái nhà này thiết kế rồi đừng vô đâu. Đây còn nghe tiếng con zombie nữa chứ. Toan thiệt rồi. Ok, chắc bây giờ mình sẽ cuốc bộ về nhà đi rồi nghỉ ngơi một xíu nha các bạn. Rồi sau đó chúng ta sẽ bắt đầu chương trình mở quà nhá. Nãy giờ ăn hành quá trời rồi. Rồi mình đã về nhà ngủ một giấc rồi và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu chương trình mở quà nha. Mình đã dọn dẹp đồ thật là trống nè để chúng ta có thể nhận được hết quà. Chắc bây giờ mình sẽ mở những cái món quà nhỏ này trước đi. Cho mình một pháo hoa. Ủa, cái này cho pháo hoa thôi hả? À, có cho đùi gà nữa nè, cho than nữa chứ. Wow, được thật sự luôn. Rồi, cắt mấy này vô nè. Kế tiếp là cái phút phát này. Coi cho mình cái gì. Cho mình một cái Bunnish. Không biết dùng để làm gì nữa. Hình như dùng để đẩy lùi hay sao ấy. Rồi, còn cái này là sao nè. Cho gì đâu. Bánh mì, đường ray không cần, cát thì chắc lấy được, củ dền. Ok, tạm thời là như vậy đi. Còn cái này chắc mình sẽ lượm luôn để cho nó mất cái túi nha. Kế tiếp, hình như mấy bé chocobo thai lông hay sao á, lâu lâu mình gặp lông chocobo hoài à. Rồi, kế tiếp túi này nữa nè. Lại là một cây kiếm bị gãy và một cái ender staff. Có vẻ ender staff khá là dễ ra đó. Một cái couple stone upgrade kit, một cái ngọc ender và một cái quyển sách chậm ống 3. Rất tốt luôn. Cái này thì cho mình một cái canon, cái súng canon luôn nè. Nhưng mà cần phải có viên đạn cơ. Rồi một cái táp, ít xương và hạt vàng. Rồi giờ những tới túi xanh là nó sẽ tốt hơn á. Chẳng hạn như túi... Ôi chết rồi, như mình hiểu nhầm rồi. Túi xanh là túi... Túi tốt thiệt. Wow, cho mình diamond upgrade kit nè. Và một cái... Teddy, cái này cộng dây. Ui. Ui chết rồi, mình lỡ dùng luôn rồi.
Mình hơi hào đậu, mình dùng mất tiêu luôn rồi. Nhưng mà không sao, dù sao thì nó cho mình một mớ đồ này cũng có thể nói là tốt rồi đó. Và trong thời gian sắp tới á, thì mình sẽ có một chuyến đi mai để trang bị cho mình một set đồ kim cương thôi. Chứ bây giờ dùng set đồ sắt á, mình bị quánh không biết bao nhiêu cái Death Combat rồi nè. Bây giờ mình sẽ đem giấu cái mớ này đi, chứ người ta gặp được mấy cái này á, người ta cười chết luôn á. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ tạm dừng tập này tại đây. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những tập tiếp theo, còn bây giờ thì bye bye.